xin từ giã. Cuộc đời mau qua, cõi trần ai chẳng còn mê mãi. Con trở về, về với Chúa thôi. Xin từ giã bao bạn bè, bao người thân và bao phù vân, lời danh chốn gian trần. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhục nhơ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Chớ buồn đau và đừng than khóc, giã từ nhau từng người yêu dấu. Hãy nguyện cầu lòng Chúa xót thương, xóa tội con trong cuộc đời. Chôn trần gian là cõi tạm thôi, cõi phúc chính quê trời. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhục nhơ, yêu thương dẫn lối vào trời mơ. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi anh nghỉ trong mồ ba ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa là Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong được yên nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em chúng ta là Đức công Giuse Maria Trần Thanh Phong ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em này cho lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng người anh em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hết.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức ông Giuse Maria của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thông hôi, xin thương đưa người anh em chúng con về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận người anh em chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tiệc thánh mình và máu Chúa. Xin thương nhận người anh em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa chúng con này, xin Chúa thương xót tôi thơ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tơ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tơ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse Maria. Từ chốn liên hình ngũ tôi không biết niềm thần tin dâng mẹ nâng ai, nguyện mẹ thương nghe đón con cái thiết tâm phần con công thân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đói thương lòng từ bi, hãy chiếu soi linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Thân trí tôi mừng vui bời bời trong đấng cứu Chúa tôi. Chúa là chú thương nơi nhìn phần hèn tôi ta. Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy các thánh tế đạo Việt Nam. Chúng con tại vì dân Chúa nhân từ cho linh hồn Đức ông Giuse Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Xin từ giã cuộc đời mau qua, cõi trần ái chẳng còn mê mãi. Con trở về, về với Chúa thôi. Xin từ giã bao bạn bè, bao người
và bao phù vân, lời danh chốn gian trời. Vì khi con chết là được tái sinh, là được phục sinh cùng Chúa quang vinh. Cầu Ngài tha thứ tội lỗi nhuộm